Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài lượng trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 72. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần kiến thức cơ bản. Về nội dung chính, thì bài thơ đã khắc họa hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái và dũng cảm. Lượm đã hy sinh, nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương, đất nước và trong lòng mọi người. Bây giờ, để làm rõ những nội dung này, chúng ta cùng đi vào phần đọc hiểu văn bản. Trả lời câu hỏi số 1. Bài thơ kể và tả về Lượm qua những sự việc nào, bằng lời của ai? Dựa theo trình tự lời kể ấy, em hãy tìm bố cục của bài thơ. Có thể thấy, bài thơ kể và tả về Lượm qua hồi tưởng, tưởng tượng của tác giả. Trong không khí tang thương và chết chóc của những ngày đổ máu ở Huế, người chú tình cờ gặp cháu là chú bé Lượm nhỏ tuổi, dễ thương, lạc quan trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Lượm đã vượt qua bao khó khăn và nguy hiểm để làm nhiệm vụ và đã hy sinh trên cánh đồng lúa quê hương các em ạ. Về bố cục thì bài thơ có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là năm khổ thơ đầu, hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ của hai chú cháu. Phần 2 là 7 khổ thơ tiếp theo, câu chuyện về chuyến liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm. Phần 3 là phần còn lại, hình ảnh Lượm vẫn sống mãi. Tiếp theo, đến với câu hỏi số 2. Hình ảnh Lượm trong đoạn thơ từ khổ thứ 2 đến khổ thứ 5 đã được miêu tả như thế nào qua cái nhìn của người kể? Sự miêu tả đã làm nổi bật ở hình ảnh Lượm những nét gì đáng yêu, đáng mến. Các yếu tố nghệ thuật như từ lấy, vần, nhịp, so sánh trong đoạn thơ đã có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện hình ảnh của Lượm? Các em ạ, hình ảnh Lượm thì được thể hiện từ khổ 2 đến khổ 5, được miêu tả sinh động và rõ nét qua các chi tiết nghệ thuật. Thứ nhất là về hình dáng thì lót chót, nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và tinh nghịch. Cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Trang phục thì có cái sắc xinh xinh, ca lô đội lệch. Trang phục của Lượm giống như trang phục của các chiến sĩ vệ quốc thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng Lượm còn rất bé nên cái sắc bên mình chỉ xinh xinh, còn chiếc mũ ca lô thì đội lệch, thể hiện một dáng vẻ hiên ngang và hiếu động của tuổi trẻ, đúng không nào? Hoạt động thì cái đầu nghênh nghênh, rất nhanh nhẹn như con chim chích, hồn nhiên và yêu đời, huýt sáo hay cười híp mí, nhảy ở trên đường. Lời nói thì tự nhiên, chân thật và lễ phép. Cháu đi liên lạc, vui lắm chú à. Ở đồn mang cá, thích hơn ở nhà. Còn về các yếu tố nghệ thuật như từ lấy, loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh, vần reo, choắt, thoắt, nghênh với lệch hay vang với vàng, với nhịp thơ nhanh cùng hình ảnh so sánh như con chim chích đã góp phần thể hiện hình ảnh Lượm, một em bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến, đáng yêu đúng không nào? Câu hỏi số 3. Nhà thơ đã hình dung, miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm như thế nào? Hình ảnh Lượm gợi cho em cảm xúc gì? Trong đoạn thơ này, có những câu thơ và khổ thơ được cấu tạo đặc biệt. Em hãy tìm những câu thơ và khổ thơ ấy, nêu tác dụng của nó trong việc biểu hiện cảm xúc của tác giả. Có thể thấy, nhà thơ đã hình dung và miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng của Lượm rất nguy hiểm, với đạn bay vèo vèo. Đây là một nhiệm vụ cấp bách, cũng như bao lần khác, thì Lượm luôn dũng cảm và nhanh nhẹn, hăng hái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hình ảnh Lượm anh dũng hy sinh và ngã xuống khiến chúng ta khâm phục và xúc động. Cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, hồn bay giữa đồng. Hình ảnh ấy đã gợi cho chúng ta thấy đây là một chiến sĩ nhỏ dũng cảm, không sợ nguy hiểm và khó khăn. Đặc biệt, trong lúc làm việc vẫn toát lên được sự hồn nhiên, tươi vui của một cậu bé đúng không nào? Tiếp theo, về những câu thơ và khổ thơ đặc biệt. Có thể liệt kê như sau. Ra thế Lượm ơi. Câu này thì diễn tả niềm thương xót, ngậm ngùi trước sự hy sinh đột ngột của Lượm. Hay thôi rồi Lượm ơi. Đây là một lời cảm thán, bộc lộ niềm tuyệt vọng khi biết Lượm không thoát khỏi cái chết. Lượm ơi còn không là câu thơ tách thành một khổ, biểu thị sự nghẹn ngào và không tin rằng Lượm đã hy sinh. Còn cuối cùng là sự lặp lại hai khổ thơ 2 và 3 ở cuối bài, là Lượm không chết, chú vẫn mãi là chú bé liên lạc hồn nhiên, sống trong tim tác giả và trong cả lòng người đọc, các em ạ. Câu hỏi số 4. Trong bài thơ, người kể chuyện đã gọi Lượm bằng nhiều từ xưng hô khác nhau.
Em hãy tìm những từ ấy và phân tích tác dụng của sự thay đổi cách gọi hay đối với việc biểu hiện thái độ, quan hệ tình cảm của tác giả đối với Lượm. Các em ạ, trong bài thơ thì người kể đã gọi Lượm bằng nhiều đại từ xưng hô khác nhau. Chú bé là cách gọi của một người lớn tuổi với một em trai nhỏ, thể hiện sự thân mật nhưng chưa phải là gần gũi hay thân thiết. Còn cháu là cách gọi biểu lộ tình cảm gần gũi, thân thiết như quan hệ ruột thịt của người lớn với một em nhỏ. Chú đồng chí nhỏ là cách gọi vừa thân thiết, trìu mến, vừa trang trọng đối với một chiến sĩ nhỏ tuổi. Lượm ơi thì dùng khi tình cảm, cảm xúc của người kể lên đến cao độ, thể hiện ra trong cách gọi tên kèm theo những từ cảm thán như thôi rồi Lượm ơi và Lượm ơi còn không. Qua đó đã thể hiện được quan hệ nhiều chiều, vừa là chú cháu, vừa là đồng chí. Đoạn thơ sau cùng, tác giả gọi Lượm là chú bé, vì lúc này Lượm đã trở thành người anh hùng trong lòng mọi người, là chiến sĩ nhỏ hy sinh về quê hương, đất nước, các em ạ. Câu hỏi số 5. Lượm ơi còn không? Câu thơ đặt ở gần cuối bài thơ như một câu hỏi đầy đau xót sau sự hy sinh của Lượm. Vì sao sau câu thơ ấy, tác giả lặp lại hai khổ thơ ở đoạn đầu với hình ảnh Lượm hồn nhiên, vui tươi? Câu thơ Lượm ơi còn không được đặt ở gần cuối bài thơ là để bộc lộ cảm xúc và khẳng định các em ạ. Bộc lộ cảm xúc, đó là cảm xúc tiếc thương, đau xót trước sự hy sinh của Lượm. Câu hỏi còn bộc lộ sự ngỡ ngàng như chưa kịp tin vào sự thật rằng Lượm đã hy sinh. Sau câu thơ đặc biệt Lượm ơi còn không, nhà thơ lặp lại hai khổ thơ ở đoạn đầu với hình ảnh hồn nhiên, vui tươi là để khẳng định Lượm còn sống mãi trong lòng nhà thơ, trong lòng nhân dân và đất nước các em ạ. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Lượm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 72. Các em cũng có thể lên trang lời giải hay.com để lắng nghe thêm bài giảng của những bài khác. Chúc em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.